Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới nha các bạn. Game có tên là Teardown. Nhiệm vụ của chúng ta trong game này là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong lúc mình chơi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần chiến dịch của game. Phần 1. Ok. Chúng ta mới một số xe buýt à. Walk home. Ở đây là đâu? Ok, Transit Row 4. Đó là một cái tên đường các bạn. Chúng ta xem sơ sơ về phần đồ họa ha. Đồ họa này là những khối vuông các bạn. Khối vuông rất là nhỏ thôi. Cực kỳ nhỏ luôn á. Nhìn kìa. Các bạn đứng càng xa thì độ chi tiết càng cao các bạn. Mà các bạn lại gần á, thì những cái khối vuông pixel á, nó càng lộ rõ hơn. Rồi đây là gạch nha. Ok, đây là một toa tàu. Mình có thể nhìn thấy ở phía trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào nhà. Mở cổng. Từ từ, nó có hướng dẫn nè. Giữ chuột phải để hold. Ok, hiểu rồi. Rồi, rất là chậm nha các bạn. Chiu. Ok, bây giờ mình sẽ vào bên trong các bạn. Ở đây bị che lấp bởi những cái hộp. Vứt ra. Ok, vừa đủ chỗ rồi. Hai cổng luôn à. Ở đây có cái cổng lớn nè. Có cái cổng lớn với cái cổng nhỏ đó các bạn. Ok, bạ đi, mình vô nhà trước. Bây giờ mình sẽ nhặt những cái dụng cụ của mình nha các bạn. Ok, một cái búa tạ, sledgehammer, một cái bình xịt sơn. Xịt được không? Ok, sơn được không? Ôi, sơn được các bạn. Một cái bình chữa cháy. Rồi, chúng ta đã có đủ dụng cụ rồi. Bây giờ mình sẽ phải thay thế cái plus. Cái plus là nó giống như là cái cầu chì các bạn. Rồi. Ok. À quên. Kéo cửa. Nhà vệ sinh nè. Xài được không? Tạm thời là chưa xài được các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa. Đây là một cái tủ điện nè. Rồi, mở cửa ra thôi các bạn. Nó dướng gì ta? À, những cái cây các bạn. Nó dướng những cái nhánh cây. Ok, mở ra thôi các bạn. Hèn gì nãy thấy mở khó. Ok, bây giờ mình sẽ... Rồi, đặt cái cầu dao vô. Cầu chì chứ. Đánh được không? Nó bằng sắt các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong. Ok, sau khi mở điện rồi mình sẽ vào trong để check message các bạn. Kiểm tra hộp thư coi. Để coi có công việc gì cho mình không. Ok, một cái gas bill, một cái hóa đơn tiền ga của Tracy các bạn. Rồi. Ok, Tracy nó mới recommend cho mình một cái nhiệm vụ các bạn, một cái nhiệm vụ. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi tháo dỡ một cái căn nhà các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tháo dỡ một căn nhà thôi. Rồi, ở đây là nhiệm vụ của mình đúng không? Ok. The old building problem. Vấn đề của những căn nhà cũ các bạn. Ok, bây giờ mình đã đến nơi rồi. Căn nhà này đúng không? Từ từ mình bấm tab lên coi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem. Đây là cái bản đồ các bạn. Các kiểu như bản đồ vệ tinh nó nhìn từ trên xuống. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi sơ sơ về cái địa hình của cái chỗ mà chúng ta sẽ phải tháo dỡ nha. Xem coi xung quanh coi có nhà nào không để mình tháo dỡ nhà người ta xuống đó. Ở đây on house đây nè. Đây nó sẽ có thông tin. Đây là nơi mà mình sẽ tháo dỡ các bạn. Đây là căn nhà mình sẽ phải tháo dỡ xuống nè. Đó, bây giờ mình sẽ xem xung quanh có nhà nào không để đảm bảo an toàn các bạn. Tháo dỡ mà để ảnh hưởng đến nhà liền kề là đền thấy mẹ luôn á. Ok, bây giờ không có nhà nào nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào thôi. Rồi. Ok, nó có những cái propan tăng rồi các bạn. Những cái kiểu như là những cái khí đốt á. Nó giống như là những cái chất nổ á. Rồi. Nhà này nó quá cao các bạn. Bây giờ mình sẽ xử lý. Từ từ. Đây nha. Đâu. Quăng vô coi. Ôi, nổ. Ê, nó bể ra nè. Ủa cái này đập cũng được hả ta? Bây giờ một căn nhà thì mình sẽ phải tháo dỡ từ chân các bạn, từ cái phần móng các bạn. Phá dỡ một cách ổn áp nhất thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần móng nhà nha các bạn. Mấy cái chậu cây này. Rồi, phá dỡ từ từ thôi, từ phần móng mình tháo xuống. Đập cái bảng tên nhà luôn. Hồi nãy giờ mình chưa kịp coi cái bảng tên nhà của ông ta luôn các bạn, nhào vô đập nhà rồi. Rồi, mình tạm thời mình vô nhà rồi để coi còn gì để đập không. Bây giờ mình sẽ tháo dỡ tầng 1 trước các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã cắm cái này coi, cái này là cái gì? Từ từ. New priest gì đây? Ok ha. Bây giờ cái phần chân móng nó đã đứt rồi. Bây giờ mình đập cho đứt rời ra luôn các bạn. Rồi. Cái phần chân móng á nó đang được cố định bởi cái ống khói. Mà bị một cái ống khói này là mình gạch các bạn. Mình lại không có thể đập xuyên qua cái gạch này được. Các bạn thấy không? Chúng ta đập không được cái gạch này. Từ từ mình vô cái nhà kho trong này coi có gì xài được không. Nhà kho chân chơi à. Ok vehicle. Từ để mình lái cái vehicle mình đâm bể cái chân gạch đó được không. Xe khá là cũ rồi các bạn. Mình sẽ hạn chế sử dụng chất nổ nha. Chất nổ nó sẽ gây cháy. Nó sẽ gây cháy căn nhà của mình. Ơ thấy bà rồi. Thôi bị AD. Thôi mình bị kẹt rồi các bạn. Thôi kệ bà đi. Mình sẽ chơi đến cái phương án cuối cùng là sử dụng chất nổ. Đứng xa xa ra. Ok xong chưa. Vẫn còn dính một miếng các bạn. Vẫn còn dính một miếng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tiếp cái bình chất nổ tiếp theo. Wow. Ôi sập rồi các bạn, sập rồi. Rồi bây giờ chúng ta đã hạ được, hồi nãy là 5m4 đúng không? Bây giờ chúng ta đã hạ xuống được 1m rồi đó. Mình sẽ đi vòng vòng. Hạ nó xuống chỗ lẹ các bạn. Mình phá nhà mình làm biến leo cao lắm các bạn, leo cao nguy hiểm lắm. Tiền công phá không có nhiều tiền hết đó mà leo lên trển có gì nguy hiểm. Tiền đi bác sĩ lỗ á các bạn. Rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ tháo nó xuống. Này tại sao nó lại bị dính lại khó chịu. Đó. Hạ xuống 3m4 rồi đó. Rồi. Cái trở ngại lớn nhất của mình là cái trụ này thôi các bạn, cái trụ ống khói thôi. Còn lại là những cái tường bình thường đó, với lại mái nhà bằng gỗ nó không là vấn đề với mình. Đây, chúng ta cố gắng đánh nhanh việc gọn thôi các bạn. Ok còn dính miếng này à. Thôi còn 2 bình đúng không? 2 bình. Mình sử dụng tiết kiệm thôi các bạn, ở đây ít lắm. Không có nhiều đâu mà chúng ta sử dụng nhiều. Ôi mất máu nha các bạn, cẩn thận. Rồi. Ok, xả xuống. Xả xuống. Ơi cháy. Ok, rồi. Đừng để nhà cháy nha các bạn. Mặc dù là mình tháo dỡ xuống hết nhưng mà đừng để nhà cháy. Để cho rộng nát người ta còn lụm nữa. Để mà nhà cháy nguy hiểm lắm. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên theo cái đường ống khói. Ơi, nhà nó ngã bả ra rồi. Ôi, rồi. Công việc của mình ở đây sắp hoàn thành rồi đó. Kiếm miếng lúa coi, kiếm miếng lúa nâng cấp nhà coi. Không biết nó có shop gì không ạ. Ok. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi các bạn. Căn nhà này đã trở thành bình địa để mình xem coi. Rồi để coi còn gì không. Khá là nói chung khá là gọn đó các bạn. Ok, bây giờ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ra xe để rời khỏi chỗ này ha. Rồi chúng ta xem đi. Còn cái nè liền vô. Rồi để mình đi vòng vòng coi ở đây còn gì không. Advertise. Ok nó bị nó cản mình lại rồi các bạn, kiểu như là có một cái kết giới đây nè. Ơi, ở đây còn nè, ở đây còn những cái ropan nè, những cái ropan tăng nè các bạn. Để phá cái xe cẩu này coi. Ơi, như nó bể cái gì ra đó các bạn. Nói chung là búa tạ này nó cũng hạn chế lắm các bạn. Búa tạ này không biết mình nâng cấp được không chứ mình thấy nó rất là hạn chế luôn á. Ok, để mình đập cái cây này coi. Ê, ngã cây thấy bà rồi, thấy bà rồi, kẹt. Rồi ok, không sao các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lượm lúa và đi về thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ra xe. Là gì đây? Rồi, Ford Museum hả? Ok, về thôi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi các bạn. Một mình phá vỡ căn nhà đó hơi bị nhanh á. Mà tại căn nhà đó nằm giữa đồng trống thôi, cho nên là chúng ta rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ đi về thôi các bạn. Ok, không có thù lao vậy hả? Không có hiện thù lao nữa các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên nó hoàn thành các bạn. New high score 7 phút 5 giây cũng được. Đó, các bạn có thể thấy đây là toàn cảnh căn nhà mà mình mới vừa tháo dỡ xuống ha. Rồi, sau khi chơi game này một lúc á, mình cảm thấy đây á, mặc dù là game pixel các bạn, nhưng mà độ chi tiết của nó rất là cao luôn. Các bạn có thể tương tác đến hầu hết tất cả những cái vật thể trong game. Mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn video về game này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.